Ngân hàng nhà nước vừa chấp thuận cho HD Finance bán 49% vốn điều lệ cho công ty Credit Sài Gòn của Nhật Bản, đồng thời thay đổi hình thức pháp lý tại tổ chức tài chính này từ công ty một thành viên sang công ty hai thành viên trở lên. Sau chuyển nhượng, thì HD Finance có 3 chủ sở hữu gồm HD Bank sở hữu 50%, Credit Sài Gòn Nhật Bản sở hữu 49%, 1% còn lại thuộc công ty chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. HD Finance tiền thân là công ty tài chính Việt Society General và là công ty tài chính phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam. Năm 2013, HD Bank mua lại công ty này và đổi tên thành HD Finance.